Hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Bay Cơ ha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật các mẫu xe máy cũ cho anh em tham khảo ha. Dòng xe máy cũ hôm nay thì có vẻ thêm được một số cái mẫu xe như dòng xe côn tay, xe số phổ thông và một số cái mẫu xe tay ga ha. Thì đầu video giá thì mình cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Đấy. Và số Zalo thì và địa chỉ thì mình có ghi trên màn hình và dưới phần mô tả luôn em nhé. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi và ship xe toàn quốc nhé. Còn trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu nhé. Mình trả trước 30% giá trị xe. Anh em trả góp thì mình phải đến trực tiếp cửa hàng ha. Đến trực tiếp để ngân hàng sẽ họ lên duyệt hồ sơ cho anh em ha. Đó. Xe thì tất cả dòng xe cửa hàng thì anh em mua xe thì được bảo hành là động cơ làm 6 tháng nhé. Đó, anh em muốn rút hồ sơ thì mình cứ thêm phí trực hàng sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em ha. Đó. Thì xe thì cửa hàng thì ship xe thì anh em cứ inbox Zalo ha. Nói chung là cửa hàng sẽ cung cấp thêm thông tin hình ảnh xe. Nếu anh em ok thì cửa hàng sẽ ship xe cho anh em mọi miền Tổ quốc luôn. Rồi, đồng hành với mình hôm nay thì cũng có anh Tú cập nhật báo giá cùng mình nhé. Đây anh Tú mọi người nhé. Ok, chào Thắng nhé, Dạ. chào toàn thể anh chị em. Hôm Dạ ok. nay mình với Thắng sẽ lại báo giá Đó. tiếp một số Rồi. những chiếc Chung xe là khách đổi bên mình. đó, hôm nay thì cũng có giảm giá một số cái mẫu xe anh em ha. Đó. Rồi thì mình Ok. đi từng hàng một cho anh em dễ xem nhé. Mình sẽ đi hàng bên này trước nhé. Đó. Này còn vẫn còn là chiếc Raider sang cơ anh em ạ. Raider Sang Cơ còn một chiếc. Sang cơ con này bị 66. Rồi, máy móc êm anh em nhé. Thơm luôn. Chiếc này thì máy móc vẫn nguyên zin, Rồi. có 15 triệu 500 thôi. Đã 15 năm anh em nhé. Xe Đó, 2014 biển 2014. số Đó, máy móc rất 66. êm luôn. Rồi, con này thì có mẫu Raider FI hay con này 2019 này. Xe 2019. 2019. Đấy, xe zin anh em nhé. Con đo 20.000. 2000 cây. Đó, dàn áo zin Việt Lạc. Đó. Đó, đèn đèn độc tán này. Đó, sạch sẽ. Xe biển 69 có giá 22 triệu 800. Đó. Bữa nay mình sẽ giảm xuống là còn 21 triệu 800 nhé. Rồi, quần 218 thôi anh em nhé. Giảm 1 Đó, có triệu. rẻ luôn. À, đó, Sachi Rider ha. Đó, xe đẹp anh em nhé. Xe đẹp. Trong trong khi quay mà chưa có chi tiết chiếc xe nào thì anh em cứ inbox Zalo ha, anh Tú sẽ gửi thêm hình ảnh xe cho anh em ha. Đó. Còn bên này thì có Sachi này. Sachi Đây. biển 83. Xe 2019. 2019 luôn ha. Em này hôm nay mình cũng sẽ giảm 1 triệu, đang 25 triệu 800 thì mình sẽ giảm còn 24 triệu 8. À, còn 248 thôi. Đấy. Đấy. Con này thì có lên một cái bô ha. Bô có móc Đấy, nhẹ rồi, lên còn bô. lại là xe nguyên zin. Đó, còn áo thì rất là đẹp anh em này. Áo zin nguyên bản, tem zin luôn. Còn bên này thì có mẫu Winix, Winix mẫu này V3 này. Đó, mẫu V3 V3. xe mới lắm anh em nhé. Mẫu này thì CBS thôi. V3 thì chiếc này hôm nay mình cũng sẽ giảm xuống. Xe này biển 68, xe 022. 2022. Chiếc này mới chạy có hơn 8.000. Đấy, nói chung là xe này mẫu V3 mẫu mới nhưng còn rất là mới em nhé. Đó. 8.500. 8.500 cây thôi. Ok. Ốc phốt ốc tán gì vậy? Mới lắm. 25 triệu 8, bữa nay mình cũng giảm 1 triệu, còn 24 triệu 8 nhé. Đó, còn 248 thêm nhá. Còn Đó. 24 triệu 8. Ok. Mình lấy cái bút để giảm Đấy, con nào mình ghi luôn. Tú ghi lại giá cũng mai mốt quên nữa. Đó. Tất cả cái mẫu xe này thì vẫn hỗ trợ rút hồ sơ được anh Tú à. Đúng rồi, xe bên Đó. mình thì xe nào cũng rút được hồ sơ. Đó, ok em nhé. Nên Có anh điều em những cái nhỏ quá nó có khoảng mấy triệu thôi thì cũng chả à nên rút làm gì đâu. là tốn tiền với mất Còn thời nó gian phí cái tiền rút hồ sơ cũng mất là không đáng ha. ra tên mất Và vài triệu nữa. Chiếc này thì khách cọc rồi. à cái nào V2 khách cọc à. Còn này thì có mẫu Winner V1 em ạ. V1 thì bên mình chiếc này biển 93 xe 2018. 15 triệu 8. Chiếc này là máy móc nguyên zin nhé. Đó, Có 15 8 cái thôi. là họ cắt mất cái À, bửng hai hai bên ấy. hai cái ốp nhỏ hai bên dưới này thì cắt mất rồi.
Em mà để giá rẻ cho anh em, máy móc zin luôn nhá. Đó, 15.8 thôi, biển 93 Bình Phước 2018. Rồi. Đó, con này cũng 15 triệu 800, Rồi, con này cũng xe 15.8 cơ. 018 ở biển 17, xe Đó. còn cả hai chìa nhé, Con này thì có lên cặp mâm 3 cây ha. 28.000 km, xe Đó. thì vỏ nhựa các Đó. thứ nguyên zin, Đó, độ con thêm này vài cái đèn đó, rồi độ thêm cái cặp cặp mâm mâm ha. vậy thôi. Đó, con này Thế biển 17 2018 đó. máy thì rớt lòng lên bạc, À thay rồi, bạc. ok, rất nồng thay bạc ha. Con đó thì Rồi. máy cũng rớt lòng nên là nó rẻ. Rồi. Còn bên này thì chiếc này biển 60 Đồng Nai này. Xe nguyên Đó, zin, chiếc này cũng khá là cứng em nhé. tỉa Đó. sơn lại Tỉa cái sơn máy lại móc nhìn nguyên khá zin đẹp còn ha. sơn tỉa Đó, lại một màu đẹp chút, lắm. thay tem. Đó. Chiếc này 16.800.000. 16.8. 16.8 con này là mẫu máy móc zin rồi nhé ha. Nguyên Đó. zin. Còn bên này thì là cũng là Queen V1, con này biển 95 mà. Xe biển 95 Rồi. 2017, đăng ký 2017, 16.800.000. Con này 16.8 thôi. Này nó có cái Đó, 2017 ha. khóa chống Đó, trộm này, có lên là khóa chống trộm rồi. 38.000, order 38.000, 38.000 cây. máy móc nguyên zin. Rồi. Con này thì Biển 37, 37 Nghệ An luôn. 37 Nghệ An, 16.800.000. Chiếc này nay mình giảm đi, anh chị em ai có nhu cầu lấy thì lấy Rồi. 15.800.000 nha. Còn 15.8 thôi nhâm nhá. Máy Xe máy con này còn zin đúng không anh? con này thì máy móc mọi cái nguyên zin luôn, À, máy zin nhựa luôn mà cũng 15.8 thôi nhâm nhá. nhựa mổ Đó, liền có rẻ lặn. luôn. Chiếc này thì À. đứng đây cũng Đó. Đó. Chiếc nào chiếc nào để lâu thì anh Tú sẽ giảm cho anh em luôn. Máy móc êm mà nhâm ha. chiếc này có mỗi một cái là chủ xe họ tua đồng hồ. À, con này lại bị tua đồng hồ lại em nhé. Chiếc này có À, 15.000 cây thì không đúng rồi, chiếc này nó phải rồi. là hơn 20.000 cơ. Rồi, ok đó. Còn Rất có giá rất là rẻ. Sirius. Sirius này. Sirius thì À, có chiếc này khá mới, con này mới đi như 17.000 đúng rồi, 17.000 cây ha. Đó, bánh mâm thắng bánh đĩa, mâm thắng đĩa luôn xe em nhé. gọn gàng sạch sẽ. Đó, dàn áo này ha. Cứng cáp liên lạc xe, dàn áo đẹp lắm. Dàn chân sạch sẽ nhé. Máy thì thầm luôn. Máy thì thầm luôn. Nói chung là cái mẫu xe này thì mẫu xe thông dụng đi hàng ngày nên mà 17.000 là còn rất là ít này. 10.800.000. 10 triệu 8 thôi. Những Đó. cái mẫu xe này thì Xe đẹp cũng lắm. Đó. đi làm này kia đi lại nó Ok. cũng dễ đi. Đó. Còn chiếc này là siêu bánh mâm à, bánh bánh căm anh em này. Xe bánh Đó. căm. Bánh căm đùm. Đó. Máy móc thì Máy êm móc ru. em ru ha. Rồi, con này chắc dễ hơn này. Biển 66, xe À, 2012. ô, con này hôm nay giảm luôn này. Hôm nay đêm Ô, vừa còn nay mình có giảm còn 7 giảm. triệu rưỡi thôi. Đây, giá cũ 8 triệu rưỡi này. Con này Đây giảm còn 7 có triệu 7 rưỡi triệu ha, rưỡi. có xe rút đi rồi. Đó, nói Giảm chung còn là đắt hơn xe tàu chút xíu thôi. một Rồi. triệu rồi đó. Rồi. Còn này thì có mẫu RDX cái bản chứ. Này gọi là bản Siêu nhân. siêu nhân. Siêu nhân xe biển À. 95, có 8 95 ha. triệu thôi, À, con này cũng 8 triệu thôi. 8 triệu, Đó. 8 triệu cái yên nó Ok. bị rách một chút, nên anh chị em nào À, mà bị lủng lấy thì lỗ. mình bớt thêm cho chút xíu nữa, Đó. bọc cái yên. Rồi, ok luôn. Hôm nay thì có mẫu SKM 50cc anh em này. Đấy. 50cc, Con này thì được thì sơn lại dàn áo rất là đẹp anh em nhé. xe rất đẹp. Nhìn mới ha. Đó, Xe pha chó đen này. 2019, máy móc thì thầm luôn con này ạ. 219 em nhé. 50cc, anh ai mà có con đi học thì mình có thể là tham khảo mẫu này ha. Máy móc Các em êm mà lắm. đi học thì đi mẫu này Đó. tiện hơn cái xe Ok, điện này này. là 9 triệu 8 rồi. Bữa nay mình cũng sẽ giảm đi, À, còn giảm luôn. 8 triệu 8. À, 8 triệu 8 nhé, con này cũng giảm 1 triệu luôn nhé, 8 triệu 8 thôi. 8 triệu Đó, sơn lại dàn áo rất là đẹp anh. À, con này thì S135 à, con này 2014 xuống áo chiếc này có à. 18 triệu thôi, nó xuống áo đủ bát, À, áo thì vô cùng cứng liền cáp, lạc anh nhé, liền lạc cứng cáp lắm. À, đó có cặp mà mâm Racing Boy à, rồi lên cặp mâm Racing Boy này
Gió đèn này kia cũng khá Ok, là ok. xe cứng lắm. Có 18 triệu thôi anh em nhé. 14, con này biển 93 Bình Phước này. Con này cũng là S135, con này biển 86. Đó. Xe 2013 23 ha. có 13 triệu 8 thôi. 13 8. Rồi, Những cái xe nó thì thực sự là cũng ok. không thể giảm Giá đỡ vì cái giá nó giảm rất là nhiều. rẻ Nhưng anh chị em rồi. ở những cái tiệm khác người ta mắng chết. Rồi. Con này cũng là S135. Con này 60 Đồng Nai. Biển là 60 xe 012. Đó, chiếc này 14 triệu 8. Xe thì máy móc Máy móc êm lắm em nhé. 14 8 thôi. 14 triệu 8. Rồi, biển 60. Con này cũng S135, con này thì lên tiêm chùm. 135 tem chùm. Xe còn rất là ok. Con này biển 69. Biển 69 ha. 69 đập rơi. Xe 2012 cũng 14 triệu 8 thôi nha cả nhà. 14 8, hai con này là đồng giá 14 8 anh em nhé. Đó. Đó, có hai chiếc 14 8. Còn bên trên này thì có S150. 150 thì chiếc này biển 38 Hà Tĩnh này. Đó, đen nhám anh em nhé. Xe 2019 đen nhám biển Đó, 29. 38 24 triệu 500, bữa nay mình cũng có giảm rồi còn 23 triệu 800, bữa nay mình có giảm rồi còn 22 triệu 8 nhé, 228 con này giảm 2 lần nữa. Đó, hai trước là lần 24 này, hôm nay còn 22 thôi. 22 Đó. triệu 800. Ok, biển Hà Tĩnh nha. Đây có mẫu 2020 Là mẫu này 2020 nhé. cũng 22 triệu 8 luôn. 25 ngàn, order 25 ngàn. 25 ngàn cây, 22 triệu 8. Con này biển số 36. Rồi, còn bên này thì có bản motor này. Chiếc này cũng Rồi. còn 22 triệu 8. 228 luôn em nhé. Order cũng 25, 25 ngàn 8, 26 ngàn. Ok. Xe ok lắm. Rồi, con này thì có mẫu này 2016 à. 2016 biển 93 93 Bình Phước nha. có giá 16 triệu 800. Đó, xe thì vỏ trước vỏ Đó. sau rồi nhông đĩa là gần như là mới, Đó. còn rất là dày rất Đó, vỏ cao. dày ha. Đó, ok. Có 16 8 thôi. 26 rồi. 2017 chiếc này còn keng, khách đi ít. Biển 86 17 triệu 8, À, 17 cao 8 ha. cao hơn con bên một chút, 86 nhưng mà xe 27. nó chất nó khác. Rồi. Đó, dàn áo thì rất là đẹp anh em ạ. Áo cứng cáp, tần chân này, sạch sẽ ha. Máy móc êm. Đó. Xe nghe Rồi, ok. zip. Còn đây thì có S 150, con này màu đen nhám này. Đen nhám chiếc này có cũng 22 triệu 8. 228 thôi. S150 mà led ba khoang thì gần như chiếc nào 228 hết. Mấy chiếc này đồng giá 228, có Có chiếc hai này 26 thì rẻ hơn. 26 27. Ok, 26 27 rẻ hơn ha. Còn Còn lên hai led là mấy chiếc này là 228 cả, 2020 biển 2020. Thanh Hóa 36. Đó, ok. Rồi. S150 thì trên này còn một chiếc nữa này. Chiếc này cũng 16 triệu 800. Xe của 168 luôn. 68. Xe 016. Biển 68 luôn. Order 22 ngàn. 23 ngàn. Hơi yếu bình. Mười sáu triệu tám thôi anh em nhé. Rồi, đây thì có mới kinh nha, mới kinh con này rất đẹp anh em này. MX King 25 Đó. triệu 800. Order 19 ngàn. Ok, xe đẹp nhá, màu đỏ nhám này. Và chiếc này thì chủ xe mới lên cặp vỏ cái là bán luôn này, gầy gió còn nguyên anh em nhé. Về là Đó. đỡ phải thay cặp vỏ rồi ha. Cặp Đó, vỏ rồi ok. nhông xích còn Đồng xích. ok luôn, mới luôn. Đó. Hôm nay thì có mẫu tay ga này là NVX 155. Đó. NVX155 chiếc này khóa chìa nha cả nhà. Khóa chìa. ABS nhưng khóa chìa. Khóa chìa, con này NVX 155. Có 19 triệu 800 thôi.
198 anh em nhá. Anh Đó. chị em nào mà có yêu cái dòng xe hộp xe to thì Đó, xe nhìn nó đến dáng thể book giúp thao mà mình. nó nhìn nó dáng nó to anh em nhá. Đó, Những giá là cái dòng rẻ này thì rất là khó giữ cái nhựa, mà những cái luôn. xe mà nó còn giữ được nhựa, nó cứng cáp, nó không bị bong chóc á, là xe còn rất là tốt, rất Đó ok. mà Đó. có ABS luôn ha. Đó. Còn cái này thì cũng là NAVX 155 này, con này đen nhám anh em này. Em này thì khóa smart key nhưng nó cao hơn một chút, 20 À, triệu năm. chiếc này là không mật cây, sờ mật cây ha. Đó, con này cũng 2017 biển 69, 20 triệu năm thôi. Đó. Chiếc này thì có cái biển khá là đẹp, Rồi. 28868. 8868 ha. Rồi, con này thì còn một chiếc AB, AB 20 này 28 này. AB À, 2018 28 nha. có giá 23 triệu. Rồi, 23 triệu, con này biển 63 luôn ha. 23 triệu thôi. 28 nhá. Xe còn rất là ok. Ok anh em nhé. Đó thì cửa hàng thì mua bán trao đổi với tất cả dòng xe, nên anh em mà muốn đổi xe hoặc là mình bán xe thì mình cứ inbox cho cửa hàng nhé. Đó. À, đó anh chị em cứ yên tâm là xe bên cửa hàng thì đều có thể sang tên được. Đó, sang tên Rồi được hết thì đi anh nhé. mình rút hồ sơ sang tên hay là mọi cái vấn đề về giấy mua bán này kia thì đều là hợp lệ hợp pháp theo pháp luật hết. Không, Đó, ở nên đây anh không có cái xe lộ khổ mà bảo là không rút được hồ sơ này kia. đó Ở những nơi khác thì không biết, nhưng mà ở cửa hàng là hàng ngày vẫn bán một số xe, vì không phải nguyên cái dòng à, này. Cửa nói chung hàng là là chuyên doanh cửa mô hàng tô, vẫn rút kinh suốt doanh mô tô ngày. rất là nhiều anh em này đó, nên mà anh em cứ yên tâm ha, cửa hàng thì mua bán rất nhiều cái mẫu xe, mà tất cả dòng xe cửa hàng thì đều có giấy tờ đầy đủ ha, anh em rút hồ sơ thì cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em rút được hết nhé. Đó. Rồi thì trong khi quay video mà chưa có chi tiết chiếc xe nào thì anh em cứ inbox cái số Zalo anh Tú trên màn hình ha. Đó, cửa hàng thì có ship xe toàn quốc, hỗ trợ trả góp. Trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu nhé. Mình trả trước 30% giá trị xe. Đó. Rồi, còn anh em có thắc mắc gì thì mình cứ inbox Zalo ha. Cửa hàng sẽ cung cấp thêm thông tin như là xe hay là ship xe về đâu thì anh em inbox Zalo nhé. Còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video từ đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em mà cần mình báo giá mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới ha, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Rồi ok, rồi chào anh Tú ha. Ok, xin chào Thắng, Rồi. chào toàn thể anh chị em. Rồi ok, hẹn gặp lại anh em những cái video sau. Anh em mà cần báo giá mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới ha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo.